Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube báo sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, những ngày qua dư luận cả nước không khỏi xôn xao về vụ việc một người mẹ ở buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã khai tử đứa con 3 tuổi của mình dù cháu vẫn đang còn sống. Vụ việc chỉ được phát hiện sau khi người cha cảm thấy nghi ngờ và làm đơn trình báo công an. Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, người mẹ này mới chịu chỉ ra nơi gửi con. Tuy nhiên, vụ việc này vẫn còn nhiều ẩn khúc. Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ động cơ, mục đích thực sự của người mẹ đến khai tử cho con trai mới 3 tuổi đang còn sống. Trường hợp này người mẹ có thể bị xử phạt ra sao? Mời quý vị hãy cùng theo dõi. Vụ việc khi hữu xảy ra tại Ủy ban Nhân dân phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Theo báo cáo ban đầu của Ủy ban Nhân dân phường Tân An, vào ngày 11 tháng 5, bà TTNP đến đăng ký khai tử cho con trai là NHL 3 tuổi. Bà P khai con trai mình bị viêm phổi nặng từ lúc mới sinh ra, chạy chữa nhiều nơi không khỏi nên gia đình mang về nhà chăm sóc và đã tử vong vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 4 tháng 5 thời điểm đi khai tử cho con, chị P rất đau buồn thẫn thờ nên cán bộ tư pháp đã chủ quan, không xác minh kỹ mà đã nhận hồ sơ và làm thủ tục đăng ký khai tử cho cháu L. Bất ngờ vào tối 19 tháng 5, người bố của cháu L đã đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook về việc cháu L còn sống nhưng bị mẹ khai tử. Cụ thể bố cháu L nhiều lần gọi video để gặp cháu nhưng không được nên đã về Đắk Lắk tìm con. Khi ông bố của cháu L hỏi con trai đang ở đâu để tìm gặp thì chị P đưa ra giấy chứng tử của con. Ngay sau đó, bố của cháu L đã trình báo cơ quan chức năng và đề nghị tìm kiếm con trai đồng thời làm rõ động cơ, mục đích việc khai tử cho con trai mình. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Đến ngày 20 tháng 5, Ủy ban nhân dân phường Tân An nhận được công văn kiến nghị hủy bỏ giấy chứng tử cho cháu L từ công an phường Tân Lợi do chị P đang tạm trú tại phường Tân Lợi. Sáng ngày 23 tháng 5, hàng chục người nhà của anh Nguyễn Thế Dũng sinh năm 1981, ngụ huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắc, cha ruột của cháu NHL, sinh năm 2019 đã tới Ủy ban Nhân dân phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, yêu cầu có biện pháp tìm kiếm con mình. Cùng đi có mẹ của TTNP, vợ anh Dũng sinh năm 1990, ngụ thành phố Buôn Ma Thuột, người khai tử, con mình dù còn sống. Tại đây, ông Nguyễn Công Thuận, cậu của anh Dũng đã yêu cầu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường giải thích vì sao cái giấy khai tử cho lờ khi cháu còn sống, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng phải khẩn trương có biện pháp tìm kiếm cháu bé. Ông Thuận bức xúc, việc đã xảy ra hơn 10 ngày nhưng đến nay, cơ quan chức năng vẫn không có biện pháp gì để tìm kiếm cháu. Bà nội của lờ khóc nghẹn cho biết cháu đang bị ốm, chưa đầy 3 tuổi nhưng suốt nhiều ngày qua, không biết sống chết thế nào, ông nội lo lắng quá mấy ngày không ăn uống nên đã đổ bệnh, ông đang ước mong được gặp cháu. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tân An đã cam kết phối hợp với cơ quan chức năng phường Tân Lợi nơi P tạm trú để tìm kiếm cháu L. Sau khi liên lạc được với chị P, mẹ cháu bé 3 tuổi bị khai tử qua điện thoại, chị P đã đến trụ sở công an phường Tân Lợi rồi đưa người đi gặp cháu L. Đến chiều tối ngày 23 tháng 5, ông Nguyễn Ngọc Nha, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu NHL 3 tuổi, cháu bé bị mẹ khai tử dù còn sống gây xôn xao dư luận những ngày qua. Theo đó, qua xác minh của công an phường Tân Lợi, chị P khai nhận cháu L vẫn còn sống và đang được gửi tại huyện Đắk Minh, Đắk Nông. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Tân An nêu, chị P khai vì cha ruột cháu L luôn tìm đến mẹ gây áp lực, phiền hà đến cuộc sống, nên trong lúc tinh thần không ổn định đã làm khai tử cho con. Theo ông nhà, lực lượng chức năng đã đưa cháu nhỏ từ huyện Đắc Minh Đắc Nông về trụ sở công an phường Tân An để làm việc. Ông nhà thông tin, qua xác minh ban đầu, người mẹ đã gửi cháu lời cho người khác chăm sóc, chứ không có vấn đề gì cả. Vào tối ngày 23 tháng 5, anh Nguyễn Thế Dũng sinh năm 1981, ngụ huyện Cư Cuin, tỉnh Đắk Lắk, cha của cháu NHL bị mẹ khai tử khi còn sống, vui mừng điện thoại thông báo đã tìm thấy con. Anh Dũng cho biết ông và gia đình rất vui mừng vì cháu bé vẫn an toàn. Không có niềm vui nào tả nổi khi tôi được gặp lại con. Giờ tôi chỉ mong chăm sóc cho con thật tốt. Tôi đang đề nghị cơ quan chức năng làm rõ động cơ mục đích khai tử của mẹ cháu. Theo anh Dũng, cháu L có phần chậm chạp hơn trước, nhưng sức khỏe tạm ổn cháu ở nhà một người lạ mà suốt nhiều năm chung sống vợ chồng, anh chưa bao giờ thấy vợ cũ có mối quan hệ với người này. Làm việc với cơ quan công an, người phụ nữ hơn 50 tuổi, người trong giữ cháu L khai nhận, được chị TTNP, sinh năm 1990 là mẹ cháu L đưa xuống gửi và cam kết không có chuyện mua bán. Anh Dũng cho biết thêm, hiện lực lượng công an và gia đình đang trên đường đưa cháu về công an phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để giải quyết. Tôi sẽ đề nghị tạm thời giao con cho tôi trông giữ, sau đó tôi sẽ làm đơn đề nghị tòa án giao quyền nuôi con cho tôi. Trao đổi với báo chí, ông Phạm Đình Trung, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân An cho biết trước mắt là để gia đình ông nguyễn thế dũng cha của đứa bé gặp lại con trai sau đó sẽ tiến hành các bước xử lý trách nhiệm của cán bộ để xảy ra sai sót trong quá trình cấp giấy chứng tử cho bà p khi bà này khai không đúng sự thật ông trung nói chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục thu hồi giấy chứng nhận tử đã cấp cho bà p về trách nhiệm của cán bộ phường liên quan đến những thiếu sót trong vụ việc ai sai đến đâu thì sẽ phải chịu trách nhiệm đến đó không đổ lỗi vì điều gì cả phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường tân an cũng xác định cán bộ tham mưu đã sơ xuất không gọi cho trưởng khối xác nhận mà đã trình ký tuy nhiên người đi khai tử là mẹ ruột và thời điểm này bà p tỏ vẻ đau buồn tăng gia bối rối nên cán bộ tham mưu cũng tin tưởng Vị lãnh đạo phường Tân An cho biết, công an phường Tân Lợi đã mời bà P đến làm việc, thì bà này thừa nhận đã ly hôn với chồng cũ và cả hai vẫn thường mâu thuẫn xích mít. Bà P cho rằng mình bị chồng đánh đập nên đã khai tử cho con trai và gửi giấy khai tử cho chồng cũ báo tin để ngăn không cho người này gặp con nữa. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ mục đích thực sự của bà P, có đúng như vậy hay không? liên quan đến vụ việc người mẹ làm giấy khai tử cho con trai còn sống xảy ra tại đắk lắc khiến cho người dân địa phương xôn xao luật sư trần xuân tiền trưởng văn phòng luật sư đồng đội cho biết đây là vụ việc hy hữu khá hiếm gặp dù động cơ thực hiện là để ngăn chồng cũ không gặp con theo lời khai của bà p hay vì nguyên nhân nào khác hành động này thể hiện sự ích kỷ đáng lên án và đã vi phạm pháp luật theo quy định hiện hành, khai tử là thủ tục hành chính phải thực hiện khi một người qua đời và phải được người thân thích của người chết thực hiện trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có người chết theo quy định tại Điều 33, Luật Hộ tịch 2014. Tuy nhiên qua xác minh, Ủy ban Nhân dân phường Tân An xác nhận cháu bé còn sống và đang được người quen nuôi dưỡng tại huyện Đắc Minh, tỉnh Đắk Nông. Như vậy, hành vi của người mẹ đã vi phạm pháp luật về đăng ký khai tử. Hành vi làm thủ tục đăng ký khai tử cho người còn sống của bà P đã vi phạm quy định tại điểm A, khoảng 3, điều 41, nghị định 82-2020-NDCP của chính phủ. Chế tài áp dụng đối với hành vi này là phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là phải kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét hủy bỏ giấy tờ chứng nhận đã cấp đối với người còn sống đồng quan điểm luật sư Lưu Kiều Trang và giám đốc công ty luật Hà Trọng Đại và cộng sự cũng cho rằng hành vi của người mẹ đã vi phạm quy định về đăng ký khai tử và sẽ đối diện với mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng về hành vi làm thủ tục đăng ký khai tử cho người đang sống. Bên cạnh đó, luật sư nhận định cán bộ cấp giấy chứng tự cũng phải chịu trách nhiệm bởi sự tác trách của mình. Theo khoảng 2 điều 4 Nghị định 123-2015 NDCP của Chính phủ, nội dung khai tử sẽ bao gồm các thông tin sau. Họ, chữ đệm, tên, năm sinh của người chết, số định danh cá nhân của người chết, nếu có nơi chết, nguyên nhân chết, giờ, ngày, tháng, năm chết theo dương lịch, quốc tịch nếu người chết là người nước ngoài, sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ cấp xã phường có trách nhiệm xác minh, trường hợp cần xác minh thời hạn giải quyết tối đa là 3 ngày làm việc. Nếu sau khi xác minh thấy việc khai tử là đúng, công chức tư pháp hộ tịch sẽ ghi vào sổ hộ tịch và cùng người yêu cầu đăng ký khai tử ký, ghi rõ họ tên vào sổ hộ tịch, sau đó báo cáo chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường ký cấp bản chính trích lục hộ tịch cho người yêu cầu. Luật sư Trang phân tích cán bộ cùng lãnh đạo phường đã chủ quan chỉ căn cứ vào khai báo của mẹ mà thiếu kiểm tra xác minh thực tế. Nếu những người có trách nhiệm liên quan là công chức xã phường, họ sẽ phải kiểm điểm theo luật cán bộ công chức, đồng thời căn cứ vào luật cán bộ công chức, tùy vào mức độ và hành vi vi phạm, những người này có thể bị khiển trách, cảnh cáo cách chức và hình thức kỷ luật cao nhất là buộc thôi việc. Hành động của người mẹ vừa đáng thương vừa đáng trách, tuy nhiên không thể dùng đấy để làm cái cớ bao biện cho những hành động sai trái, vi phạm pháp luật của mình. Chắc chắn người mẹ khai tử cho con trai 3 tuổi vẫn đang còn sống sẽ phải chịu xử phạt thích đáng về hành động của mình. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù hậu quả của vụ việc mẹ khai tử cho con 3 tuổi vẫn đang sống, chưa nghiêm trọng nhưng đã ảnh hưởng đến quyền được thăm nuôi con của cha đứa bé. Đồng thời điều này có thể ảnh hưởng đến đời sống tâm lý của cháu bé và làm mất uy tín của cơ quan chức năng trong việc quản lý hành chính nhà nước. Đừng chỉ một chút giận hờn cá nhân mà làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Những tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.